tháng 11 này, cách bỏ phiếu dễ dàng nhất là tại nhà. Sử dụng phiếu bầu của quý vị được gửi qua bưu điện. Cách an toàn nhất để bỏ phiếu trong khi phòng tránh sự lây lan của COVID cũng là ở tại nhà. Sử dụng phiếu bầu của quý vị được gửi qua bưu điện. Và một cách tuyệt nhất để bỏ phiếu trong khi tránh được đám đông, quý vị đã đoán được rồi, đó cũng là tại nhà của quý vị. Sử dụng phiếu bầu được gửi qua bưu điện. Quý vị vẫn có thể đích thân đến bỏ phiếu nếu quý vị muốn, nhưng mỗi cử tri đã ghi danh sẽ nhận một phiếu bầu qua thư vào đầu tháng 10. Rất dễ dàng để điền phiếu bầu, dùng bút mực màu xanh hoặc màu đen, rồi đặt phiếu bầu của quý vị vào trong phong bì để gửi trả lại và ký tên bên ngoài phong bì. Quý vị không cần dán tem để gửi bưu điện phiếu bầu của quý vị, và quý vị cũng có các lựa chọn để gửi trả phiếu bầu tại một thùng đựng phiếu bầu bảo mật hoặc tại một trung tâm bầu cử hoặc qua bưu điện. Hãy mang phiếu bầu đến bất kỳ địa điểm nào trong số đó trước 8 giờ tối ngày 3 tháng 11. Việc bỏ phiếu chưa bao giờ dễ dàng, an toàn và bảo mật đến như vậy. Để biết thêm thông tin bao gồm các địa điểm của thùng đựng phiếu bầu và các trung tâm bầu cử, hãy bấm vào đây.